Đúng với thân tình của mình nhé. À, xin mời một quý khách đi nào có quý vị đủ giao lưu với bạn không ạ? À, tôi xin mời chị áo vàng phía bên cạnh đi ạ. Vâng ạ. Chị em có đang chuẩn bị tiếp chương trình một tờ tiền nữa chị nhé. Giá trị bao nhiêu cũng được ạ. 100.000 đã cả chúng ta. Và ngay bây giờ hãy cùng nhau bắt đầu thời đập. Hướng ánh mắt về bên tay phải của tôi đang chờ đón bạn động vật đầu tiên đến từ châu Á. Quý vị đang chờ đón một anh bạn chim nước rất to lớn đây ạ. Anh bạn này được gọi là bồ nông chân xám. Anh bạn là một trong những bạn chim nước to lớn nhất trong thế giới chim nước tại khu vực của châu Á. Bồ nông chân xám châu Á. Và ngay sau đây, một lần nữa hãy quan sát một bàn tay trái của tất cả quý khách để chờ đón các bạn động vật tiếp theo là đại diện từ khu vực của châu Phi. Một lần nữa, châu Phi đang chờ đón quý vị bằng nhớ bằng chim lông vũ rất ngộ nghĩnh với cấu tạo cơ thể của mình. Đó chính là các bạn cò mỏ thiệt, cò mỏ vẫm châu Phi. Các bạn động vật tiếp theo có phần to lớn hơn và đôi chân rất dài. Đó chính là các bạn giang sen, hay còn gọi là cò lầu Ấn Độ, được nhìn thấy rất nhiều tại miền Nam của Việt Nam. Vẫn chưa hết đâu quý vị nha. Ngay bây giờ cùng nhau quan sát một bên trong khu rừng kia để chúng ta chờ đón các bạn động vật tiếp theo đến từ châu Mỹ. Bố ba vẹt macaw của Nam Mỹ một lần nữa đang thể hiện tài năng với lực tự do của mình trên không trung và xuất hiện ngay tại sân khấu để quý vị có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của những bạn này. Và loài vẹt macaw là một trong những loài vẹt có thể sống lên đến 65 năm, 75 năm tuổi thọ quý vị nha. Một trong số ít các bạn động vật có thể sống đến tuổi thọ như thế thưa quý vị. Và chúng ta còn có một châu lục nữa đấy ạ. Hãy quan sát bên tay phải của tất cả quý khách để chờ đón các bạn động vật tiếp theo đến từ khu vực châu Úc. Các bạn mau bình thường hòa bình, các bạn vô cầu vua. Vâng, và sự xuất hiện của hơn 40 các bạn bồ câu vua cùng với các bạn động vật đến từ khu vực của châu Phi, các bạn chim nước rất đáng yêu, cùng với các bạn giang sen đến từ khu vực châu Á cũng như Việt Nam của chúng ta, và các bạn vẹt đến từ khu vực của châu Mỹ đã ghép lại trên video động vật sẵn ngày hôm nay rồi ạ. Hãy dành một tràng phó thư tưởng từ quý khách dành cho các vị huấn luyện viên của chúng tôi, cùng với rất nhiều những bạn động vật cầm bằng đỡ cho tất cả chúng ta những tiết mục rất tuyệt vời về thông điệp chủ đề bảo vệ môi trường, bảo tồn động vật hoang dã tại Vinpearl Safari. Và ngay bây giờ, MC Minh Khánh cùng với tất cả ekip chương trình xin được chúc sức khỏe quý khách và chúc quý khách có những chuyến tham quan thú vị tại Vinpearl Safari. Xin chào và hẹn gặp lại. Đôi chân này có thể di chuyển, giúp bạn di chuyển trên những cành cây cao mà không hề bị mất thăng bằng quý vị nhé. Tuy dài như vậy nhưng bạn hãy điều khiển để đôi chân rất là chuẩn nhé. Và ngay bây giờ chúng ta cùng nhau quan sát về sân khấu á, dành những chàng vỗ tay thật lớn chào tạm biệt quốc tiểu của đồng tiền. Và đó chính là sớm của miền sắm thưa quý vị. Ngay bây giờ chúng ta sẽ tạm biệt âm bằng đây để cùng với tôi đánh ngóng tay và cẳng tay trải của mình và đường ngang vai như thế này. Sẵn sàng cho Ricky thì biệt viên số 2 dành cho bạn. Âm bằng đang tiến đến gần hơn, đang góc tờ tiếng và bay về những điều riêng của mình. Thân tin của chị được di chuyển vào giá trị bao nhiêu vậy ạ? 200.000 đồng quý vị nha. Và chị ơi, chị có đồng ý tặng tờ tiền của mình cho bạn vẹt không ạ? À, chị đã đồng ý quý vị ạ. Nhưng nếu chị nói không thì em cũng không trả lại được ạ. Ok, chỉ được 1 tỷ thôi, hãy mở là bàn tay trái của chị hướng lên thế này nào. Anh bạn sẽ tự động trả lại tờ tiền dành cho mình vì anh bạn không biết sử dụng tiền được ạ. Sẵn sàng cho Ricky. Các bạn sẽ đặt tờ tiền trên tay của mình. Vì vậy, vui lòng nắm giữ bằng tay trái giúp em nhé. Vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Vui lòng trở lại ngay tại vị trí đứng ban đầu của tôi là chương trình ạ. Và từ việc viên đầu tiên, phiền anh hãy trở lại ngay tại vị trí đứng ban đầu của mình giúp em nhé. Mở lòng bàn tay trái của mình hướng lên. Và mặt cũng sẽ gửi trả lại tờ tiền dành cho anh ngay sau đó. Xin mời quý vị của chúng ta. Các bạn sẽ đặt tờ tiền trên tay của anh. Cũng vui lòng nắm giữ bằng tay trái anh nhé. Vâng. Một lần nữa, tôi biết vị vỗ thư lớn dành cho anh hai thành viên của chương trình cùng với Ricky. Cảm ơn bằng trang nhé, huấn luyện viên của Ricky. Đặc biệt cảm ơn sự hỗ trợ rất nhiệt tình của hai có một tốc độ kịp di chuyển rất nhanh nhẹn quý vị nhé. Thế bây giờ anh bạn sẽ thể hiện điều đó đến tất cả quý vị. Xin mời. Yeah. Rất nhanh nhẹn và chuẩn xác đúng không ạ? Ngay bây giờ anh bạn, cảm ơn bạn tìm đến gần hơn với tất cả chúng ta. Em cần một tình nguyện viên nữa, có quý vị bạn của chúng ta. Quý vị cùng nhau quan sát nhé. Yeah. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Cảm ơn rất nhiều, một trải nghiệm để dành cho mình.
Thưa quý vị, tôi muốn nói điều gì trong tình huống này? Trong thời điểm hoang dã, anh thấy tại các tiểu lục của Ấn Độ, tại khu vực Nội Châu Á của chúng ta, và bạn được xem là một loài chim mỏ sừng nhỏ nhất tại khu vực Nội Châu Á. Và ngay bây giờ, tôi sẽ giới thiệu đến tất cả quý vị một loài chim non vũ nữa, và bạn này thuộc họ chim mỏ sừng và được xếp loại lớn thứ hai tại châu Á. Anh bạn là loài chim non vật, loài chim non vũ như thế nào? Xin chân thành quý vị để được giao lưu với một loài quốc điệu của Đông Phi, và bạn ấy là sẹo phu miền xám. Và chúng ta đang có một quốc điệu nữa tại khu vực của châu Á. Anh bạn này được gọi là Hồng Hoàng Tê Giác, quốc điệu của Malaysia. Hồng Hoàng Tê Giác được tìm thấy tại các bang như là Borneo, Sarawak tại khu vực của Malaysia, và được chọn là quốc điệu của quốc gia này, thưa quý vị. Và tại sao bạn có tên gọi là Hồng Hoàng Tê Giác? Quý vị hãy quan sát vào đỉnh đầu gần bạn nhé. Ngay tại vị trí ở phía bên trên, vị trí này sẽ phát triển thành một chiếc sừng, quý vị nhé, khi bạn trưởng thành. Chiếc sừng này có độ dài từ 5 đến 7cm và có màu đỏ cam, và được ví như là chiếc sừng của các bạn tê giác. Về cấu tạo thì nên các bạn ấy gọi là Hồng Hoàng Tê Giác. Hồng Hoàng Tê Giác châu Á được tìm thấy từ Việt Nam. Việt Nam của chúng ta rất đặc biệt, thưa quý vị, đặc biệt về con người là thiên nhiên hoang dã, và đang chứng minh rằng sự xuất hiện đầu tiên của những bạn động vật đến từ Việt Nam đó chính là các bạn hồng hoang của Việt Nam. Anh bạn phía bên dưới có tên là Jumbo. Anh bạn đang đến gần hơn cho mình một hốc cây, và đó là nơi mà các bạn này sẽ tìm kiếm thức ăn dành riêng cho mình trong tự nhiên hoang dã, vì đó chính là nơi sinh sống của một số loài côn trùng nhỏ. Bạn đôi chân rất ngộ nghĩnh, quý vị nhé, quan sát về Jumbo. Quý vị có nhìn thấy không ạ? Anh bạn di chuyển bằng cách nhảy, quý vị nha, không hề bước đi giống như các bạn chim lông vũ khác đâu ạ. Và ngay bây giờ chúng ta cùng nhau quan sát bằng cách di chuyển của anh bạn đi ạ. Quý vị có nhìn thấy không nào? Đó chính là phương thức di chuyển của anh bạn bằng cách nhảy, quý vị nha, rất đặc biệt. Anh bạn còn sở hữu dành cho mình một chiếc mỏ rất là to lớn, được cấu tạo từ một chất gọi là chất keratin. Chất này có trong tóc và móng tay con người chúng ta. Bên trong chiếc mỏ này chính là cấu trúc tổ ong rỗng, cho nên chiếc mỏ của anh bạn tuy to lớn như vậy nhưng không hề gây bất tiện dành cho anh bạn một tiếng nào đâu ạ. Và ngay bây giờ chúng ta cùng nhau quan sát về anh bạn này, về bạn và tạm biệt quý vị rồi. Dành cho bạn ấy một tràng khoa tất thật lớn lên chào tạm biệt. Cảm ơn Jumbo nhé. Bye bye. Tạm biệt anh bạn Hồng Hoàng có tên là Jumbo. Và quý vị bây giờ hãy quan sát về anh bạn phía bên trên, anh bạn Giày Anh. Anh bạn để đặt cho các bạn này, từ quý vị. Người dân bản địa nơi mà các bạn sinh sống đặt cho bạn này cái tên là Phượng Hoàng đất của Việt Nam. Các bạn Phượng Hoàng trong truyền thuyết của chúng ta, theo truyền thuyết kể lại, cho nên người dân bản địa nơi mà các bạn này sinh sống đặt cho bạn ấy cái tên là Phượng Hoàng đất của Việt Nam, bởi vì các bạn này thường sinh sống rất gần với con người trong những năm về trước. Bây giờ thì nhóm bạn này rất hiếm trong tự nhiên của chúng ta rồi, quý vị ạ. Và ngay bây giờ hãy cùng nhau quan sát về trời anh. Với những mỏ như vậy thì bạn sẽ săn bắt mồi như thế nào? Tôi đang chuẩn bị cho bạn con mồi và anh bạn sẽ thực hiện điều đó. Nhiều quan sát về anh bạn đi ạ. Chúng ta đang chờ đón sự xuất hiện của một loài chim lông vũ được mệnh danh là loài chim săn bắt mồi với lượng danh dạng nhất tại Bắc Mỹ. Sức gió với đôi cánh của mình giống như bây giờ đi ạ. Quý vị có nhìn thấy không ạ? Một đoạn như thế này anh bạn không hề vỗ đôi cánh của mình, và anh bạn thì điều khiển được sức gió vì điều đó, quý vị nhé. Bởi điều đó giúp cho bạn này tiết kiệm được năng lượng bắt con mồi của mình và hỗ trợ trong việc săn bắt con mồi trong quãng đường xa, quý vị nhé. Vì trong tự nhiên hoang dã sẽ rất khó khăn để tìm kiếm con mồi của mình. Đôi khi các bạn ấy sẽ tìm cho mình một mục tiêu sai, và anh bạn phải sử dụng rất nhiều năng lượng để săn bắt được con mồi có tốc độ nhanh hơn mà tốc độ bạn này đạt được. Nhưng mà rất hiếm, quý vị nha, vì anh bạn này được mệnh danh là chim săn bắt mồi với lượng nhanh nhẹn nhất tại Bắc Mỹ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy điều đó ngay tại sân khấu của Vinpearl Safari. Chúng ta đang chuẩn bị cho bằng một con mồi giả, và con mồi này sẽ được di chuyển ngang về sân khấu. Và quý vị hãy quan sát anh bạn sẽ săn bắt mồi như thế nào nha. Sẵn sàng chưa? 1, 2, 3, let's go big guy, come on. Một tràng phát thật lớn từ quý vị dành cho anh bạn nha. Vừa rồi chính là quá trình săn bắt mồi của bạn này trong tự nhiên hoang dã, thường chọn cho mình vị trí cực kỳ cao. Xác định được con mồi của mình, anh bạn sẽ tiến thẳng tới con mồi, sử dụng một phút để phối chặt vào con mồi đó. Cân nặng của bạn này chỉ đến 1 kg,
Nhưng bằng nhiều hồ cánh hồng của chúng ta có thể sống mất công mọi gấp 3, gấp 4 lần trọng lượng cơ thể. Và đặc biệt, có thể đạt tới tốc độ 180 km/h khi sống mất công mọi quý vị nha. Cho nên bạn được mệnh danh là chìm sống mất mọi bên được nhanh nhẹn nhất tại Bắc Mỹ. Và ngay bây giờ, dành cho bạn ấy một trang phát thêm vào đây quý vị nha. Và bên tay trái của tôi, huấn luyện viên Hamed cùng với bạn Terry. Bên tay phải, huấn luyện viên Thanh cùng với bạn Rio. Và trong cuộc thi nào thì cũng cần có những cổ động viên để cổ vũ cho các vận động viên được không ạ? Xin mời quý vị ở trên đằng đây làm cổ động viên cho hai em bạn này nhé. Và để cuộc thi hấp dẫn, xin phép được chia khán đài thành hai đội ạ. Quý vị ở khán đài số 1, chúng ta sẽ cổ vũ dành cho bạn hơn nữa từ chúng ta một lần nữa nhé, to nhất có thể luôn nào. 1, 2, 3, Cherry! Yes, tuyệt vời hơn rồi đấy ạ. Và ngay bây giờ, quý vị ơi, cổ vũ to hơn dành cho các vận động viên của mình đi ạ. Thông điệp chủ đề bảo vệ môi trường và cuộc sống cuối cùng cho cuộc thi. Một tràng vỗ tay lớn từ quý khách dành cho Cherry. Dạ. Why not fair play? Một cuộn giấy nguyên liệu để nhanh phần thử thách bài. Xin mời các bạn hãy vào vị trí. 1, 2, 3, bắt đầu. Lần này không cãi được rồi ạ. Một tràng vỗ tay lớn từ quý khách dành cho Cherry. Nhưng mà anh bạn Rio của chúng ta cũng rất xứng đáng để nhận những tràng vỗ tay lớn hơn nữa không ạ? Nhưng mà tại Vinpearl Surfree thưa quý vị thì tất cả